Trời ơi, sư phụ lo từ thiện, sư phụ điện suốt nè. Sư phụ bỏ con rồi. Con mắc lái quá sư phụ ơi, cả đêm rồi mà sư phụ lo nói chuyện điện thoại từ thiện không hả? Nghe không? Đi, con mắc đái quá rồi mà sư phụ không cho con đi đái, con đá bậy không đi. À, giờ mặc áo vô đi nghe, mặc áo vô đừng đi đi đi. Đi đây, đi con, đi đi, viết lên bắt đáy quá rồi, lẹ lên, chứ mà qua con bắt đáy quá, chứ mà qua, con giận luôn, muốn đáy trong nhà luôn á, chứ phụ, à thôi, nó chơi trà, chứ mà mặc áo cho nghe, nó, thấy áo là sợ rồi, mặc áo, đi lại được. Sư phụ lo từ thiện nghe con, sư phụ lo chuyện từ thiện cho con nghe không? Sư phụ lo từ thiện, sư phụ bỏ quên con luôn nè. Bây giờ con mặc áo đỡ vô nghe, mặc áo vô mới đi đái được nghe không? Em lạnh lắm con nghe, run nè, lạnh lắm. Sư phụ lo chứ nói chuyện không, sư phụ lo nói chuyện từ thiện không. Chứ mà bỏ con nhỏ không có gì cái phụ đó nó chuyện từ thiện không chứ phụ không có quan tâm tới con gì hết trơn á sư phụ. Sư phụ mấy nay sư phụ lo từ thiện không sao dướng gì đâu, dướng đâu đây chứ phụ lo chuyện từ thiện không nè. Rồi đi đi, sư phụ mở cửa đây nè. Rồi đây nè, đây ra đi. Sư phụ nó nói lạnh trời mưa con nghe, trời mưa con lạnh lót sư phụ ơi. Sư phụ ơi, đó rồi, chạy đi từ từ, mặt đại quá rồi. từ từ. À, hôm nay trời mưa rồi. đi con. Nói quý vị xem, sáng nào tôi cũng cuốc đất à, tôi ráng tôi cuốc sáng cũng như thể dục vậy đó. À, cái xới đất như vậy nè, xới đất từ từ xới làm sao, xới làm trước rồi. Đi con nghe. Trời nghiệp không? Các gì coi à, nó lén lén nó về nó thăm nhà, nó thấy tôi đi vô cái gì. À, nó về đây, về thăm nhà đi. Đừng có ngại, sư phụ cho phép á. Về thăm nhà đi con. Nó thấy tội không? Về thăm nhà đi, đó, nó thấy giờ nó sợ bỏ, nó thấy chưa. Về thăm nhà đi, sư phụ cho mà. Đi đi. Đó, chạy về thăm nhà đi. Trời nghiệp. Nó thấy tôi đi vô cái nó. Lén lén nó về nó thăm nhà nữa. Bởi vì con vật nó cũng có cái nghĩa, cũng tội nghiệp. Thấy đáng thương. Về chưa? Về thăm nhà chưa?
Bây giờ còn bầm bầm ra nữa, thấy không? Hey, hey. Sáng nào cũng làm 50 cục với thể dục vậy đó, lạnh quá lạnh quá. Hey. Rồi bầm ra nữa, thấy không? Làm mà bầm ra cho đất đó, nó xốp cho, thấy chưa? Cái gì thấy tôi xiên không? Nè, gió quá, lạnh quá, mưa. Rồi. Wow. Đâu rồi? Xe đâu rồi? Xe chờ sư phụ đi nghe, kéo thùng rác ấy nghe. Xe không ra làm đất cái sư phụ gì hết trơn mà. Xe rung hay lạnh quá, xe rung sư phụ ơi. Sư phụ mập, sư phụ làm đi. Xe già rồi ha, xe rung á. Xe rung rồi. Xe thấy sư phụ làm mà xe đâu có làm được đâu sư phụ.
Thế xe muốn phụ với sư phụ lắm á. Mà thế xe phụ không có được, sư phụ ơi. Sư phụ ơi. Sư con muốn phụ sư phụ dữ lắm, nhưng mà sư con phụ không được. Vì kiếp này con làm chó, sư phụ ơi. Sư phụ ơi, kiếp này con làm chó rồi. Kiếp này con làm chó rồi, sư phụ. Cho nên con không có phụ với sư phụ được, sư phụ ơi. Kiếp này con làm chó rồi, thôi. Kiếp sau làm người nha con. Ừ. Sao ráng làm người ha. Ừ. Sư phụ cưng con lắm á, là nghiệp ngoan, thấy sư phụ nói chuyện điện thoại hoài hả? Mấy nay sư phụ nói chuyện điện thoại từ thiện á, làm từ thiện cho người ta nghèo á, người hồi hướng cho con á, nghe không? Để hồi hướng cho CC á, mà CC kiếp sau làm người á, không? Nghe không? Chứ CC làm chó khổ lắm, biết không? Đừng có sủa em mèo nghe. Tội nghiệp em mèo có mấy đứa con á. Sư phụ mới lấy đồ ăn của con cho em mèo ăn á, nghe không? Để em mèo nuôi con em mèo. Đừng có ra sủa em mèo, nghe không? Mình thương đi. Mình thương em mèo, nghe không? Tội nghiệp em mèo không có nhà. Em mèo ở quan á, rồi em mèo lạnh quá, sư phụ cho em mèo ở tạm ngoài nó ha. Nghe. Thương em mèo đi, đừng có sủa em mèo nghe. Cho em mèo ăn nữa, nghe không? Nhau được chó mèo ở chung nhau, nên em mèo đâu có được có phước cho con đâu, em mèo đâu có được vô nhà, em mèo ở trong cái hang đó, trong cái hầm á, biết không? Mà em mèo có con nữa, biết không? Con không có con phải nhường cho em mèo, thấy em mèo được có sủa, còn nghiệp em mèo, biết không? Người ta không có nhà. Con ở trong nhà ấm nè, em mèo ở dưới hầm á, em mèo có con nữa, biết không? Có nghe không? Nghe sư phụ nói không? Biết không? Con có phước ở sư phụ, được mặc áo nè, em mèo đâu, sư phụ đâu có bằng em mèo được đâu, biết không? Em mèo đâu có áo mặc đâu có ai đánh răng cho em mèo, đâu có ai tắm cho em mèo đâu có được ở trong nhà ấm đâu, không biết không? Con được ở trong nhà ấm nè, sướng tới mồ, nghe không? Nên con phải thương em mèo, nghe không? Con phải thương, mình đồng loại với nhau. Dầu là em mèo nhưng mà cũng bốn chân như con vậy đó, cũng đi bằng cái chân sống như con vậy đó, nghe không? Chân sống đi ngang vậy đó, nghe không? Con phải thương em mèo, nghe không? Hết đồ ăn sư phụ mua cho ăn, đừng có lo, đừng có dành ăn với em mèo. Ăn đồ của con nhưng mà hết sư phụ một cái mới cho, không có bỏ đói con đâu, nghe không? Đừng có sủa em mèo nha. Nghe không? Nghe không? Con muốn nói gì? Muốn nói gì? Già rồi rung rồi con hen, nghiệp già rung rồi. Tội quá con ơi. Nhưng mà sư phụ đâu có mua đồ mặn cho con ăn được đâu. Thôi ráng ăn chay đi nghe con ha. Ráng ăn cái đồ của con đi. Đừng ăn thịt nữa nghe. Sư phụ đâu có đi mua được đâu. Thôi ăn thịt tội lắm. Cho hết kiếp này nó rút ngắn là kiếp sau làm người nghe. Nghe không? Dạ đi. Dạ. Dạ. Lúc đầu dạ. Nghe không? Nghe sư phụ nó cúi đầu xuống. Dạ. Nghe không? Dạ. Tao tập coi. Nghe không? Dạ. Hồi nhỏ con không tập cho con. Giờ con già rồi con đâu có nhớ mà sư phụ biểu con tập phải không? Nghe không? Dạ. Cúi đầu xuống. Dạ. Ai múa đứng xa múa đi vô múa 1 2 1 1 2 1 1 2 1 múa 1 2 1 múa vô 1 2 1 vô 1 2 1 múa đi 1 2 1
múa đây. Dạ rồi sao bữa bắt nó múa cái gì phải không? Dạ rồi sao bữa bắt con múa. Bữa nay con có áo mới nè, bữa nay mấy cô gửi mấy áo mới cho con nữa đó nghe. Mấy cô thấy gọi cưng lắm á, mấy cô cưng lắm á. Mấy cô mấy áo mới gửi cho con chắc này tới á. Không tới thì mai tối nay thứ bảy. Ô vậy là chắc thứ hai mới tới rồi. Thứ hai CC có áo mới nữa rồi. Có mấy cái áo mới nữa rồi nghe. Dũ rồi. Múa 1, 2, 1. Múa 1, 2, 1. Đứng dậy, múa, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy. Sạch sẽ thì đi sư phụ bồng nghe, dơ là sư phụ có bồng nghe không? Sạch sẽ thì sư phụ bồng cho. Thấy không? Cả đêm, sư phụ dốt con cả đêm. Con mắc lái quá mà con không dám kêu sư phụ. Đấy đúng là con thấy sư phụ ho. Sư phụ khó ngủ. Con ráng, con nhịn đáy luôn. Con không dám kêu sư phụ. Con không dám đái trong nhà luôn. Vàng vàng vậy đó, bởi vậy không cưng sao được không? Thấy không? Lạnh quá con ha. Cái áo, bởi mặc áo đi. Đừng có cởi áo ra nghe, cái áo nó lạnh lắm nghe. Rồi đó chủ con không có cho mặc áo hả? Hôm nay giờ nó nhột hết con ha. Ráng thì cho nó quen. Ráng cho nó quen. Cho nó quen. Vũ uống cà phê không? Chú cũng uống về cà phê cho uống nha. Uống làm dưỡng não nha. Dưỡng não nha. Chừng lắm hết chứ bộ. Rồi giờ đi vô không? Hả? Rồi chạy vô. Đó chạy cặp tửng vậy đó. Rồi, à. giỡn. Giỡn, uống cà phê ha. Sư phụ qua cà phê cho CC uống ha. Sư uống cà phê ngọt hay cà phê lạc hay cà phê đắng? Hả? Uống cà phê gì? Nè, đồ ăn nè, ăn đi, đó, ăn đi ha. Uống nước đi, đó. Nghe không? Ăn đừng có đổ nghe. Cưng cục cưng xê xê lắm á, chứ bà hộ á, chứ phụ. Ôi cả đêm á, chứ phụ. Không có đi đái được á, chứ phụ. Trời, chứ phụ lấy cà phê cho uống nghe. Cà phê đây, sơ cà phê đây. Chưa phụ cho con uống cà phê.
để con dưỡng cái nào đó. Cưng lắm á. Ừ. Cưng lắm á sư phụ ơi. Đây, hả ông ra. Hãy ra cà phê. Đó, gồm quá tắt đó sư phụ ơi. Nhắm không con? Nè. Nè. Con không? Cố lên dưỡng não nha. Con đừng có bị bệnh hết con hen. Đi đi, uống nữa đi. Uống nữa, uống cà phê. Ôi ngon quá sư phụ ơi, mà đắng. Đắng không con? Đắng không? Đắng không? Ngon quá mà đắng sư phụ ơi, ngọt mà đắng sư phụ ơi. Đây, đây, sư phụ ơi. Ngọt mà đắng sư phụ ơi. Đó, ngon quá, sướng quá. Uống cho ghiền luôn ha. Uống cho ghiền cà phê luôn ha. Nghiệp nhỏ quá. Ngọt mà đắng sư phụ ơi. Đó, uống hết đi cả. Đó, ngon quá sư phụ ơi, mà đắng. Uống cho ghiền luôn. Để dưỡng cái não nha con nha. Để con đừng có bệnh nha. Xéo đi, 2-3 muỗng nữa. Tần sư phụ uống 3 bữa thôi. Sư phụ mới cho con ké thôi, đúng không? Để con dưỡng cái não đó, ngon quá sư phụ ơi, mà đắng quá, chịu quá, đắng quá sư phụ ơi. Ngon không? Ngon không? Ngon quá mà, ở sư phụ uống cà phê, đồ đàng hoàng mà, hết con ha. Rồi miếng nữa đi, ngủ nữa hết luôn, ngủ nữa. Đẩy da mà con ha, xuống ăn đi con. Rồi, thôi nha, bữa nay thứ bảy sư phụ làm việc nha, sư phụ dọn dẹp thờ phượng nha. Con không có phụ được sư phụ thì con nằm đó đi nha. À, cuối tuần rồi quý vị ơi. Cuối tuần rồi, giờ sư phụ đi dọn dẹp bàn thờ tới ngày mai chủ nhật. Ngon rồi, uống cà phê rồi.